tất cả các bạn nhá, mình là Trang đây. Mình là Hậu Trơn đây. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ nhá. Thì các bạn ơi, chào mừng các bạn quay trở lại với video tiếp theo của mình các bạn nhá. Thì các bạn ơi, hôm nay mình tiếp tục với cái series ăn khuya các bạn ạ. Mình ăn khuya với cái món cơm gà các bạn. Cơm gà lướng lu đấy. Uầy, tuyệt vời. Ngon rồi, các bạn nhìn miếng gà này. Nhìn ngon thế nhở. Đấy, vàng sộm gà, vàng sộm luôn các bạn ạ. Thế thì các bạn ơi, thì các bạn xem video của mình thì hay cho mình xin một like, một share và đăng ký kênh của mình nhá. Còn bây giờ thì mời tất cả các bạn ăn khuya cùng anh em mình nhá. Đấy, được ăn rồi hả Trang? Được ăn rồi, được ăn rồi. Đó, mời tất cả các bạn cùng ăn khuya với anh em mình nhá. Đây nước chấm này, để ra giữa này cho chấm cho dễ nè. Đây nước chấm này, nước chấm này mình không, mình đặt góc quay nhưng mà các bạn không nhìn thấy đâu. Đấy, nước chấm này là chấm gà. Có cả nước chấm này nhưng mà mình, bọn mình không ăn nước chấm này. Trước mắt là mình sẽ làm miếng rau củ quả đã cho nó mát ruột đã. Ngon thế nhở. Mình là mình lúc nào phải chơi vào cái vấn đề chính các bạn. Rồi mình làm miếng thịt gà các bạn nhá. Thịt gà vàng tươm luôn các bạn nhỉ. Đấy, chấm lại nước chấm đây các bạn nhá. Đó. Tuyệt vời. Đó, mời các bạn nha. Ủa, ngon hết nhở. Gà ngon hết trời. Gà đính có chóp luôn. Phải làm miếng cơm. Cả nước chấm đúng không các bạn? Các bạn trong đời mình đây là lần đầu tiên mình ăn cá chua sống. Mình thề với các bạn luôn. Yeah. Mình không thích ăn một tí nào nhưng nay mình thử ăn. Mình cảm thấy nó không được ngon các bạn. Mình sẽ không ăn được các bạn nhé. Người ta bán cà chua tốt thì mình không ăn được. Biết làm sao. Cà chua sống này ăn nó dành cho những bạn giảm cân. Các bạn ấy còn uống nước ép cà chua mới sợ. Như đấy em Lương mình nó ăn cà chua sống ăn lắm. Ngon lắm chẳng. Cơm dẻo thật. Các bạn ngon lắm ấy. Chính ra quay clip em mua những món như này ăn dễ ăn, ngon. Vừa đủ luôn. Đúng rồi. Một loại tiết kiệm. Ừ. Các bạn lại bảo là tiết kiệm quá. Mình các bạn mình chấm múc nước chấm mình sẽ dưới là vào rau củ này. Mình xúc rau lên này. Ngon bạc cháy luôn. Cái rau này mà người ta cho ít cái nước sốt nữa. Mặc dù nha. Kiểu như mà trộn rau củ quả ăn ngon lắm nhỉ. Em không ăn chút nước chấm này. Thì phải nghĩ á. Nước chấm này ra đây. Ngon nhỉ. Ngon thật. Phải đỉnh một chút mà các bạn. Ngon thật sự luôn. Nước chấm này người ta cho cả cái lá gì. Gà người ta nướng như vậy ngon thật các bạn. Đúng là bí quyết nhà hàng. Mà gà nướng này chỉ gà nhỏ đó các bạn nhé, không phải nướng gà to đâu. Cái cánh này mình rất thích chấm 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 đậm đặc nhé. Đây để bát chấm đây cho các bạn nhìn thấy. Rồi. Cái cơm này các bạn nó dẻo quá mình ăn không quen. Mình cái cơm nào mình cũng ăn được. Bởi vì bình thường nhà mình hay ăn cái cơm mà cái cơm gạo người ta gọi là gạo khang dân ấy các bạn, ăn nó khô khô ấy ngon, mình ăn quen cơm ấy rồi. Đúng miếng phao câu rồi các bạn nhìn này. Ngon thật sự. Bây giờ các bạn cái nước chấm này tưới cơm ăn cũng hết mấy bát cơm. Mà ngon.
ngon thật. Và mình thích ăn cái rau sống này cực các bạn, kiểu như mình cũng giảm cân ấy. Mình nói giảm cân thì các bạn này, nhiều bạn cũng bảo mình là anh Hậu nó béo đâu mà giảm cân. Mình béo mỗi bụng thôi. Miếng thịt các bạn này. Cái phần phao khô gà ăn ngon thật, đây là lần đầu tiên mình ăn đấy. Ấm một miếng thật sâu để lên miếng cơm. Đưa lên mồm các bạn. Ngon quá. Tuyệt vời. Đây là cái đùi các bạn ạ. Hơi cay cay các bạn ạ. Ngon. Các bạn ơi, rất nhiều bạn hỏi mình ấy, là anh Hậu ơi, em muốn đăng ký kênh của anh nhưng mà lại không biết cách nào lập kênh YouTube các bạn ạ. Đấy thì hôm nay mình hướng dẫn các bạn lập kênh YouTube luôn các bạn nhá. Mình chỉ nói qua qua thôi, kiểu gì các bạn cũng sẽ hiểu luôn. Nói chung là để mà lập một tài khoản, một kênh YouTube rất là dễ các bạn ạ. Các bạn chỉ cần lập một tài khoản Gmail ấy. Đấy, nói chung là tài khoản Gmail chắc ai biết lập. Đấy. Thì cái tài khoản Gmail nó sẽ được liên kết với tài khoản kênh YouTube luôn các bạn nhá. Khi các bạn đã có tài khoản Gmail rồi thì các bạn chỉ cần vào kênh YouTube ấy, vào cái trang chủ của YouTube ấy, các bạn vào phần mà ở bên góc màn hình có cái hình người ấy, đấy các bạn nhấn vào đấy rồi sau các bạn thêm kênh của các bạn ấy. Đấy, nó sẽ liên kết với cái lại Gmail của các bạn luôn. Ngon quá. Thì kênh YouTube nó được lập ra là được thì nó từ cái Gmail các bạn. Đã hết mồm. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn lập kênh YouTube rồi mà các bạn nhớ phải phải đăng ký kênh cho mình nhé. Đăng ký cả kênh cho Trang nha các bạn. Đúng rồi bạn nhá. Ngon quá. Ngon quá các bạn. Một suất cơm phải ăn no phết các bạn. Này cho miếng thịt gà. Xin. Ăn ơi gớm. Gà ngon thật. Không chứ nha, con gà ngon đấy. Ăn gà lưỡng lu bao nhiêu lần thì biết gì không? Bạn ơi mình không ăn cơm đâu các bạn ạ. Bởi vì cơm mình khó ăn quá. Cơm nó dẻo quá. Mới ăn vãi thịt gà nó no rồi. À thì thế ai ăn lại các bạn nhỉ? Các bạn ơi, nhìn đây thôi nhưng mà ăn no lắm các bạn ạ. Nó căng. Bát cơm này người ta làm hơi bị to bằng hai bát cơm bình thường của nhà mình á. Hay bình thường tối mình ăn ít lắm. Đấy thì các bạn ơi, chắc là mình sẽ dừng clip đây các bạn nhé. Các bạn mà xem video của mình thấy hay ấy, cho mình xin một like, một share và đăng ký kênh của mình nhé.
Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các bạn nha. Chúc bạn ngủ ngon. Chào bạn nha. Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ giải đáp những thắc mắc mà thời gian qua các bạn hỏi mình rất nhiều này. À, chị Trang ơi, chị dùng gì mà da chị trắng thế, sáng thế? Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn bộ sản phẩm mà mình tin dùng cách đây nửa năm, được từ nửa năm trước rồi các bạn nhé. Đó là bộ sản phẩm của nhà Daily Effect các bạn nhé. Bộ sản phẩm chăm sóc da, làm sạch da và trị mụn các bạn nhá. Một làm thành phần 100% từ thiên nhiên luôn. Thì mới đầu là mình không biết đâu, mình sang nhà anh Hưng anh Hậu, mình thấy anh Hưng anh Hậu dùng bộ sản phẩm này này. Thì mình cũng hỏi ấy, thì anh ấy chỉ chỗ mua cho mình và mình đã mua về và sử dụng các bạn nhá. Khi mình sử dụng thì mình rất chi là ngạc nhiên, chỉ trong vòng 2 tuần thôi mà da mình đã cải thiện các bạn nhá. Da mình nó không bị khô da này, mà da rất chi là mịn mà lúc nào nó cũng đủ nước các bạn ạ. Mà nó ít lên mụn nhá, mụn cá, mụn kiếc và mụn to nó cũng ít lên, mình ăn cay nhiều mà nó cũng ít lên nhá. Thì là mình thấy rất chi hiệu quả nên là mình cũng có nhập một ít về bán các bạn nhá. Nếu mà các bạn muốn dùng bộ sản phẩm, muốn trải nghiệm bộ sản phẩm của như của mình đang trải nghiệm ấy, đang dùng ấy, thì các bạn hãy ebook trực tiếp cho Facebook của mình là Đào Thị Hồng Trang, hoặc Facebook của anh Hậu là Nguyễn Văn Hậu các bạn nhá. Hoặc là các bạn kết bạn Zalo bằng số điện thoại mình để trên góc màn hình nhá. Mình sẽ tư vấn và giải đáp tất cả thắc mắc các bạn yêu cầu các bạn nhá. Thì bộ sản phẩm này bao gồm có 6 sản phẩm là gel rửa mặt này, tẩy da chết, nước hoa hồng, serum, trị thâm và trị mụn các bạn nhá. Bộ sản phẩm này chiết xuất 100% từ thiên nhiên, từ khổ qua rừng và rêu diếp cá, hoa cúc hoa cúc La Mã các bạn ạ. Nên dùng rất chi là hiệu quả các bạn nhá. Mà độ pH sữa rửa mặt này, độ pH của nó là 5.5, nên là không gây kích ứng da, dành cho tất cả những da nhạy cảm nữa các bạn nhá. Thì đấy, mình đã giải đáp tất cả thắc mắc của các bạn hỏi đấy. Mà mình cũng chia sẻ thật là mình dùng cái gì để da mình được như thế này các bạn nhá. Đây, da mình có những cái lút như là lút thâm của nhọt nó mọc ở má mình như này. Mình bôi được 4 hôm rồi là mình đã thấy nó mờ rõ rệt rồi các bạn nhá. Thì đấy, mình cũng chỉ chia sẻ đơn giản thôi. Thì các bạn mua hàng thì nhớ ebook cho mình nhá. Mình sẽ tư vấn nhiệt tình. Tại vì mình dùng rồi thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn thật như thế. Thì chúc các bạn có một làn da thật khỏe mạnh và đẹp các bạn nha. Bye bye.